Bước số 3, khi mà chúng ta hẹn gặp thành công và chúng ta gặp khách hàng rồi, thì thông thường ấy là chúng ta bán hàng cho khách lạ, chứ khách quen thì chúng ta bán được gọi là 10, 20, 30, thậm chí có người là bán được 100 người khách quen là hết cỡ rồi. Ít người nào mà toàn khách quen là không có khách lạ. Thế thì cái việc của chúng ta bước số 3 đó là xây dựng mối quan hệ thân tình với khách hàng. Khi mà gặp khách ấy, thì việc đầu tiên chúng ta không phải là gì ạ? Bán hàng. Đúng không ạ? Khi mà gặp khách thì việc đầu tiên không phải bán hàng. Việc đầu tiên đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta giới thiệu bản thân mình. Sau đó là gì ạ? Sau đó là cho khách giới thiệu về họ. Và chúng ta đặt những câu hỏi để tìm hiểu thông tin khách hàng. Trước khi tìm hiểu thông tin khách hàng thì chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta hãy làm quen, làm thân với họ. Ví dụ như là hỏi họ về những cái yếu tố nó không liên quan. Ví dụ như là về thời tiết, anh chị đi đường có tắc đường không? Thời tiết hôm nay có bị mưa không? Rồi anh chị gửi xe có gặp khó khăn gì không? Đó. Xong anh chị hiện nay đang ở đâu? Ồ, anh chị ở chỗ đấy à? Ngày xưa em cũng ở chỗ đấy đấy. Bây giờ em chuyển sang bên này rồi. Đấy, thì anh chị bây giờ được mấy cháu rồi? Ồ, được 2 đứa. Ôi, em cũng 2 đứa, một trai một gái. Anh chị được một trai một gái hay là như nào? Đấy, thì bảo ồ, anh chị 2 gái à? Ừ, tuyệt vời đấy. Đó, ví dụ thế, đúng không ạ? Sau đó thì mình có thể chia sẻ một số những cái thông tin, những cái sở thích khác, ví dụ như là về thể thao, ví dụ như là về thời sự, đấy, ví dụ như là về kinh tế, ví dụ như là về thị trường, đấy, ví dụ như là những cái thứ mà liên quan xung quanh. Đó, hoặc là mình sẽ khen họ ấy, anh chị có mặc cái áo này đẹp thế, em ở trước cũng tìm cái áo này mà không tìm được, ví dụ thế. Đặc biệt những cái chị em mà xinh xắn, xinh gái ấy, hoặc những anh trai mà bóng bẩy ấy, thì là những cái người mà rất là thích khen. Những người nào mà họ quan tâm cái ngoại hình của họ ấy, họ rất là thích khen về quần áo, về thời trang, về cái đồng hồ, về cái vòng cổ. Đấy, thì chúng ta chọn những cái nào đấy mà thực sự mà chúng ta thấy nó đẹp, thực sự mà chúng ta thấy nó độc đáo, lạ, xinh xắn, đắt tiền, thì chúng ta tập trung vào đấy, chúng ta khen. Khen là chúng ta phải khen cụ thể, đúng không ạ? Khen cụ thể từng thứ một, sau đó là chúng ta gì ạ? Đưa nó thành cái gọi là tổng thể. Khen chê như nào thì Huy cũng có cái mô đun cho anh chị em rồi, đúng không ạ? Đó, thì khen khách hàng cho khách hàng họ sướng lên. Đó, tức là mình khai thác thông tin. Đó, thì cái bước số 3 đấy là xây dựng tình thân, thì gọi là làm ấm mối quan hệ đấy, làm ấm mối quan hệ đấy. Đừng tập trung vào việc bán hàng ngay lập tức, mà chúng ta xây dựng cái tình thân đã. Và trong cái bước này thì chúng ta hãy tìm cách để kể câu chuyện. Đấy, kể câu chuyện ngắn của mình hoặc của người khác để mà chúng ta xây dựng mối quan hệ, đúng không ạ? Cách kể chuyện như nào thì 7 bước kể chuyện như nào thì Huy cũng đã đào tạo rồi, đúng không ạ? Hôm nào anh chị em nếu mà chưa học thì có thể xem lại các cái video mà Huy gửi trên YouTube. Anh chị em search là 7 bước kể chuyện cộng với cả Nguyễn Quang Huy thì sẽ ra cái kênh YouTube của Huy. Cái bước số 4 anh chị em là gì ạ? Là tiếp tục khai thác cái nhu cầu khách hàng, tức là sau khi mà chúng ta làm ấm mối quan hệ rồi và bắt đầu là khách hàng họ thích mình rồi, đấy, họ thích mình rồi thì khi đó bắt đầu mình mới khai thác cái nhu cầu, tìm hiểu cái nhu cầu khách hàng. Ví dụ như là khi mà chúng ta nói chuyện điện thoại ấy, thì chúng ta không có nói được hết, chúng ta chưa hiểu hết được khách hàng, cho nên chúng ta sẽ phải chúng ta phải gặp nhau để nói chuyện, nó sẽ dễ hiểu hơn. Và gặp nhau thì online hoặc offline cũng tương tự như vậy. Kể cả là chúng ta đi xin việc thì chúng ta cũng phải làm bước như vậy. Chúng ta phải biết được cái người mà chủ cái doanh nghiệp đó, họ có nhu cầu, họ mong muốn điều gì. Họ mong muốn một cái người như thế nào. Họ mong muốn một cái sản phẩm hay dịch vụ như thế nào. Hoặc là họ gặp cái vấn đề gì trong cái công việc kinh doanh. Họ gặp vấn đề gì trong cuộc sống của họ. Ví dụ như là nếu mà chúng ta là người bán thuốc, bán thực phẩm chức năng, thì chúng ta phải hiểu xem họ đang đau ở đâu, họ có vấn đề gì về sức khỏe hay không, để mà mình xác định là cái sản phẩm nào. Mình có cái nhà thuốc thì mình có rất nhiều thuốc, thế thì mình phải biết là khách hàng gặp vấn đề gì thì mình mới bán được cái thuốc phù hợp, chứ không phải là cái thuốc gì mình cũng bán, đúng không? Đấy, thế thì mình có rất nhiều sản phẩm mình có thể đáp ứng được rất nhiều các cái nhu cầu. Thế thì mình phải hiểu được cái nhu cầu khách hàng là gì, nhu cầu chính xác của họ là gì, ngoài cái nhu cầu đấy ra họ còn nhu cầu gì khác không, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là mình sẽ hỏi là anh chị có đau ở đâu không,
hoặc anh chị có bị bệnh gì không đấy, hoặc anh chị đã đi khám chưa, hoặc người nhà anh chị có người bệnh gì không đó, để mình bán thuốc hoặc bán những cái sản phẩm mang tính chất gọi là thực phẩm chức năng. Hoặc là mình nhìn, ví dụ mình nhìn da, ôi em thấy da chị như là đợt này nó hơi có mụn, hoặc là nó có đồi mồi đúng không, hoặc là nó có nám đúng không? Đấy. Đấy, chị đã đi chữa ở đâu chưa, hoặc là có dùng thuốc gì chưa đấy, đã có dùng cái sản phẩm gì chưa đấy. Anh chị đã bị lâu chưa, bị bao lâu rồi, anh chị có hay đi ra nắng không, anh chị có phải đi đi bụi nhiều không, có phải ở trong cái môi trường làm việc anh chị có phải tiếp xúc với nhiều ánh nắng, nhiều bụi, nhiều cái chất độc trong không khí không đấy. Thì khi đó mình bắt đầu sử dụng rất nhiều câu hỏi để mình khai thác cái thông tin, để mình tìm hiểu cái thông tin, và sau khi họ đưa cho mình cái thông tin thì mình sẽ hỏi thêm là còn cái gì nữa không, ngoài cái đấy ra thì anh chị còn đi đâu nữa không đấy, ngoài cái vấn đề đấy ra anh chị còn vấn đề khác không, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ hỏi nhiều cái câu hỏi để chúng ta khai thác. Và trong mỗi một cái ngành nghề ấy, thì chúng ta nên chuẩn bị cho mình một bộ cái câu hỏi, một bộ câu hỏi. Ví dụ như trong cái ngành nghề của Huy chẳng hạn, thì Huy có một bộ câu hỏi khoảng 50 cái câu hỏi để hỏi khách hàng, để mà khai thác thông tin khách hàng. Đó. Thì mình chuẩn bị trước cái bộ câu hỏi đó, thì khi mà chúng ta gặp khách hàng chúng ta không bị quên, không bị sót. Đấy. Và khi mà chúng ta học thuộc lòng hết cái câu hỏi đấy là chúng ta trở thành cái người gọi là bán hàng đỉnh cao rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng cái người đặt câu hỏi chính là cái người dẫn dắt cuộc chơi, cái người đặt câu hỏi chính là cái người gì ạ? Làm chủ cái cuộc đàm phán, cái người đặt câu hỏi sẽ là cái người làm chủ cái cuộc trò chuyện. Đúng vậy ạ? Cho nên hãy chuẩn bị cho mình một bộ câu hỏi trong cái ngành nghề của mình. Ok không anh chị em? Đấy. Nếu anh chị em nào mà trong cái ngành nghề của Huy mà muốn muốn biết cái bộ câu hỏi đấy thì liên hệ với Huy.